Trung tâm xúc tiến du lịch cho biết từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 9, Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng thực hiện khảo sát tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng. Hoạt động này được thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm mục đích thu thập tình hình của các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp đối với các cấp ngành liên quan trong công tác phục hồi hoạt động du lịch. Thông tin phản hồi của doanh nghiệp trong cuộc khảo sát này sẽ được Quỹ xúc tiến phát triển du lịch Đà Nẵng tổng hợp, báo cáo đề xuất cho Sở Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để thành phố xem xét ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn, phần nào đó giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và phát triển kinh doanh trong thời gian đến.